đấy là vấn đề sắc tố. Thế còn bị mất sắc tố thì sao? Mất sắc tố là cái chỗ da đấy nó không có hạt melanin để bảo vệ cho vùng da phía dưới nữa. Và khi mà chiếu xuống ấy, thì cái tia UV nó sẽ chiếu xuyên qua lớp da và chiếu thẳng tới cái lớp trung bì. Cái lớp trung bì ở đó nó có mô liên kết là gì? Lớp trung bì nó có thành phần gì? Đúng rồi, các sợi liên kết collagen, elastin. Thế thì khi mà chiếu vào đó thì cái ánh sáng UV của đèn út này nó sẽ gây ra phát quang bởi các sợi collagen, elastin, nó sẽ chuyển thành màu trắng. Và một lát nữa mọi người soi ở móng tay, ở răng hay lòng bàn tay, lòng bàn chân thì nó trắng hết. Bạn sẽ thấy hình ảnh rất đặc trưng. Thế thì có những trường hợp mà chiếu laser này hay là điều trị, đặc biệt là những cái trường hợp mà chấm nám peel bằng acid ấy, thì chấm sâu quá nó bay luôn cái chấm sâu quá cái lớp thượng bì này luôn, đúng không nào? Lấy ăn mòn, lấy luôn đi cái gốc nám, lấy luôn đi cái tế bào sắc tố rồi thì nó mất chỗ đấy, nó không còn sinh ra cái hạt đen đen này nữa, và khi đó da chỗ đó không được bảo vệ, đồng nghĩa việc tiêu UV nó chiếu thẳng xuống trung bì. Có chứ, chấm nám bằng TC sẹo lõm đầy ra. Nên là cái phương pháp mà chấm nám bằng TC ấy thì nó không phải là một phương pháp điều trị nám, mà người ta muốn lấy đi nó nhanh, mà nghĩ rằng ấy là cứ lấy đi sau nó hết cái đen là nó hết nám, nhưng mà không biết rằng hậu quả là nó hết nám, hết luôn cả cái chân nám, và cuối cùng chỗ đấy là cái chỗ mất sắc tố. Mà cái đấy mới là cái một là khó điều trị phục hồi nhất, thứ hai là cái đấy mới nguy hiểm cho sức khỏe nhất. Vì sao? Không có gì bảo vệ tự nhiên nữa. Cái nám chúng ta điều trị là lấy bớt sắc tố đậm ở những chỗ nào bị tăng lên để cho nó đồng đều về màu da. Ngay cả người nào trắng nhất đi chăng nữa, không có nám ấy, thì da nó vẫn có một mật độ sắc tố nhất định để nó bảo vệ cho cơ thể. Chứ còn chỉ có là nó tăng lên thì nó không đẹp thôi. Còn với cơ thể thì nó rất quan trọng. Và những người nào một là bị bạch tạng ấy, hay là cái da mặt ấy mà ví dụ như là nhiều người dùng laser CO2 fractional bắn nám ấy, chả một mảng này này, bong ra sau đó thì bị bỏng nhiệt và sau đó thì mất hết, trắng hết toàn bộ sắc tố ở đây. Mình có một khách hàng vừa nó khám xong. Và mất hết sắc tố thì đồng nghĩa cái vùng da này nó không bảo vệ này, và cái nguy cơ một là bị ung thư da rất là cao ở cái vùng này. Hai là chiếu thẳng xuống collagen elastin, đúng không? Thì là gì? Lão hóa da trùng nhão nhanh hơn, đứt gãy collagen nhiều hơn. Và cái người đó ấy, là cái người mà lúc nào cũng phải kè kem chống nắng bôi chát lên mặt này, nếu ra ngoài nhiều. Còn những người bạch tạng ấy, người ta có dám ra ngoài đâu. Ra ngoài là tỷ lệ bức xạ cực tím là cực kỳ lớn, và cái nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe rất là cao. Cái tóc này, tóc của chúng ta là sắc tố này, và cũng là melanin này, nó bảo vệ cho cái đầu của chúng ta này. Là thế nào? Đó là cái vấn đề mà chúng ta dùng nó để soi những cái phát hiện những trường hợp tình trạng mất sắc tố sớm, mắt chưa nhìn thấy đâu, chưa nhìn thấy chấm trắng, nhưng mà soi qua cái đèn ấy thì thấy rồi, và phải cảnh báo ngay cho người đó, hoặc là xem lại ngay cái phác đồ là các cái yếu tố nào nó nguy cơ nó dẫn đến mất sắc tố thì phải dừng lại ngay, và khi mà phát hiện sớm ấy thì phải phục hồi tế bào sắc tố, dưỡng da, nuôi dưỡng nó bằng các cái chất tăng trưởng, các cái sản phẩm mà thiên hướng là phục hồi da, dưỡng da để cho da nó có chất dinh dưỡng, cái tế bào sắc tố ấy, nó được phục hồi. Nó đang chết một nửa, nó đang bị bỏng một nửa thì hy vọng nó còn sống được trở lại, chứ còn đã nhìn thấy rõ nốt rồi thì xong, mất luôn.